Hôm nay là giữa tháng 6 đó các bạn. Cái rau muống này mình, cái hạt rau muống này là bao nhiêu đây, là 50 gram. Mình ngâm một ngày một đêm với cái nước ấm khoảng chừng 50 tới 60 độ C đó các bạn. Rồi mình ủ là 2 ngày 2 đêm. Thì bây giờ cái này là mình gieo ra cho hai thùng, hai cái thùng này các bạn. Nhưng mà gieo hai thùng này với bao nhiêu đây thì nó đắt lắm. Nhưng mà bây giờ mình không còn chỗ nữa, mình gieo hai thùng. Rồi khi mà cái cải xà lách, sorry các bạn, cái cải bẹ xanh này đó mình thu hoạch rồi đó, thì mình sẽ chiết ở bên mình sẽ chiết ra để mình trồng vô cái thùng này. Khi mà cái cải này ăn được là cái rau muống này nó đã lên cao được một chút xíu rồi, khoảng chừng 5 7 phân rồi, thì mình sẽ chiết ra mình trồng. Bây giờ thì mình rải hạt xuống đây, mình không có trồng theo luống nữa các bạn. Tại này mới mốt mình sẽ chiết ra đó. Bây giờ một tay mình cầm phone, mình sẽ tắt cái phone rồi mình mới làm được. Bây giờ thấy các bạn thấy là mình đã rải cái hạt rau muống xuống rồi nè các bạn. Mình không có đào sâu xuống đó. Mình không có làm cái rãnh sâu xuống. Hai thùng này thì mới mốt khi mà nó lên khoảng chừng 5 6 phân đó các bạn, thì mình sẽ chiết ra cái thùng kia mình trồng. Phải trồng 3 thùng mới thôi là nó dày lắm. Bây giờ là mình rải cái đất lên các bạn. Mình không có cho cái hạt nó lòi lên trên, mình phải lấp đất hết, không còn nhìn thấy cái hạt nữa các bạn. Không còn nhìn thấy cái hạt nữa. Thì mỗi ngày sáng chiều mình tưới 2 lần nữa, thì nó sẽ nhanh lắm các bạn. Bây giờ là mùa hè đó. Tháng 6 thì nó cũng chưa có nóng lắm, nhưng mà mùa hè nó cũng đỡ hơn là mình ươm vào cái mùa xuân đó các bạn. Thì bên đây bây giờ mình cũng lấp đất lên. Cái rau muống của mình là hôm nay là được 3 tuần rồi nè các bạn. Cái này là hôm đó là mình bỏ xuống là 50 gram. 50 gram đó các bạn. Mà các bạn biết không? Hồi năm rồi á, mình bỏ xuống khoảng chừng 10 ngày. 10 ngày là nó lên cao bao nhiêu đây rồi. Có khi cao hơn nữa các bạn. Tháng 5, đầu tháng 5 thì mình bỏ xuống trong cái nhà kiến thì trời nó còn lạnh nó lâu. Nhưng mà qua cái tháng 6, cái tháng 7, khi mà mình bỏ hạt rau muống đã ngâm rồi, ươm nó đã nảy mầm rồi đó, đem ra nó rất là nhanh. Mà năm nay các bạn biết không, mình có mấy người bạn đó nói với mình là rau trồng nó lâu lớn mà nó không được tốt nữa. Tại vì trời không có nắng, tháng 5 là thời tiết đã xấu rồi, tháng 6 thì xấu quá luôn, tháng 7 qua tháng 7 rồi mà thời tiết vẫn không tốt, không có nắng các bạn. Lâu lâu thì có nắng chút đỉnh thôi, ổng mưa rồi ổng âm u suốt ngày. Mà các bạn biết là các loại rau cải của vùng nhiệt đới thì thích trời khí hậu ấm áp, mà năm nay thời tiết quá xấu, thành ra năm nay vấn đề mà trồng trọt rau bông qua bông thì không nói đi, bông thì nhiều loại bông, mình trồng toàn là bộ bông bên đây không, còn những cái loại rau mà dùng nhiệt đới á thì nó không được tốt mấy các bạn. Mình là của mình là ok, là tại vì mình nhờ có 2 cái nhà kiến đó các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái này là được 3 tuần rồi. Thì bây giờ cái thùng kế bên mình đã thu hoạch cải xanh,
mình đã thu hoạch cải xanh đó thì mình đã làm đất rồi, mình làm đất mình chờ cho mấy ngày đó, thì bây giờ là mình chiết cái rau muống này ra các bạn, mình chiết ra để mình trồng qua cái thùng đó. Thì bây giờ mình ốp cái phôn, tại vì mình không có cái chỗ này, nó không có chỗ để cây đó, mà cũng không có ai cầm cái phôn giùm mình, thành ra bây giờ mình phải ốp rồi mình chiết ra mình trồng, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Mình đã chiết cái này ra một chút xíu, nó đã thưa đỡ một chút rồi nè các bạn. Thì qua cái thùng này, thì nó mình để sẵn hết, mình để sẵn là 5 hàng, mỗi hàng là 4 cây đó các bạn. Mỗi hàng mình trồng 4 cây mà mình trồng 5 hàng. Còn cái thùng đầu tiên này á, nó vẫn còn dày các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình hết chỗ để mình chiết ra rồi, thì vài bữa nữa mình xem coi có cái chỗ nào mình thu hoạch hết luôn. Chẳng hạn như mùng tơi năm nay thì mình cũng không có cắt lá ăn nữa, mình nó lên cao mình thấy ăn được là mình cắt nguyên cây luôn để trồng cái khác. Mùa hè chỉ có mấy tháng là phải tranh thủ các bạn. Bên này mình đã trồng xuống rồi nè các bạn. Còn mé bên này hồi nãy cái thùng thùng kế bên này mình chiết ra đó. Mình chiết ra thì bây giờ mình làm cho nó đều lại các bạn. Mình sửa lại cho nó đều lại hết. Rồi bây giờ các bạn thấy như ngay chỗ đây nó bị hũn đất rất là sâu, cái rễ nó lòi lên trên đó các bạn. Thì bây giờ mình phải vô đất, chứ không thôi là nó không tốt được các bạn. Mình vô đất rồi, bây giờ là mình tưới đây các bạn. Thì hôm nay mình chỉ tưới 2 cái thùng mà mình, một cái thùng mình chia mới chiết ra, với lại cái thùng kế bên là mình mới nhổ ra để mình qua cái thùng bên kia mình vô đất, rồi mình chỉ tưới 2 thùng này thôi các bạn. Tại vì mưa liên miên mà trời không có nắng, lúc nào cũng âm u hết, thành ra ở trong cái cây rau đồ, trong cái nhà kiến nè các bạn, nó không có khô mà nó lúc nào nó cũng ướt hết trơn, thành ra mình không cần phải tưới nữa các bạn ơi. Mấy cái thùng rau muống mà hôm rồi mình bỏ hạt xuống, mình có chia sẻ với các bạn đó, thì hôm nay mình bỏ hạt xuống là giữa tháng 6, lúc có 14 15 tây tháng 6, mà cho tới hôm nay là ngày hôm nay là 19 19 tháng 8 rồi đó các bạn. Coi như là 2 tháng mấy ngày đó các bạn. Coi như là mình bỏ hạt xuống thì mình chiết ra được 3 thùng, sau đó nó dày quá mình chiết ra nữa thì được 4 thùng. Bữa nay là mình thu hoạch 4 thùng rau muống này đó các bạn. Ngày hôm qua là mình thu hoạch 5 thùng rau muống rồi, thêm các bạn thấy nó non quá nè, rồi thêm một luống rau muống mấy bên kia nữa. Nhưng mà ngày hôm qua nắng quá làm mà mồ hôi mồ kê nó chảy quá chừng luôn, thành ra không có làm được. Bữa nay sáng sớm phải ra làm chứ thôi trưa là trời nắng là không làm nổi. Người ta nói người ta trồng một, mình xem người ta trồng á, người ta nói 1 tháng là thu hoạch được. Có lẽ là người ta trồng ở trong cái trồng dưới đất đó các bạn, còn mình trồng ở trong thùng á thì nó chậm hơn, mình nghĩ vậy thôi chứ mình cũng không biết nữa. Đó, mình đã cắt xong hết là cái thùng thứ nhất rồi đó các bạn, bây giờ qua tới thùng thứ hai. Mà mình trồng trong thùng nhưng mà mình tưới nước dữ lắm các bạn. Trời nắng vậy là một ngày mình tưới 3 4 cử luôn. Mình cắt ở đây 2 thùng rồi nè các bạn. Bây giờ mình qua bên kia mình cắt thêm 2 thùng nữa. Đây qua đây mình cắt thêm 2 thùng nữa các bạn, là 4 cái thùng này.
bốn cái thùng này là coi như là 2 tháng mấy ngày đó các bạn. Mấy cái thùng kia thì mình trồng sớm hơn, tháng 5 mình đã trồng rồi, thành ra mình cắt sớm. Còn hai cái thùng này là đây là lần đầu tiên mình mới thu hoạch đó các bạn. Đây. Sorry các bạn nha, các bạn xem cái kinh của cuộc sống về hưu mùa hè tối ngày cứ thấy thu hoạch rau muống không à, tại vì mình trồng rau muống nhiều lắm. Ở bên cái nhà kiến lớn này là mình trồng 12 thùng các bạn, còn ở bên cái nhà kiến nhỏ là mình trồng 5 luống rồi, 5 luống mà có 3 luống bự, 3 luống bự là cũng là gần 1 mét vuông đó các bạn, còn hai cái luống nhỏ là cũng là nửa mét rồi, mỗi mỗi luống nửa mét rồi. Mà nhà thì chỉ có mình ăn rau nhiều thôi, ông xã với con không có ăn rau nhiều. Phần nhiều là đem cho nhiều hơn là ăn đó các bạn. Mình cũng mới thu hoạch ngày hôm qua 5 thùng rau muống, 5 thùng kia dưới bên kia một luống nữa. Nói nhưng mà mình cho hết rồi, bữa nay mình thu hoạch rồi cũng cũng đem cho bớt luôn. Các bạn thấy mình vô đất rồi nè các bạn. Đó. Mình vô đất 3 thùng này. Đó. 2 thùng mình mới vừa cắt ra, 3 1 thùng mình cắt hôm qua đó. Bên đây 2 thùng nữa. Đó. Rồi bên đây 4 thùng. 4 thùng mình cũng mới cắt ngày hôm qua. Mình vô đất hết rồi. Bây giờ mình tưới cho nó. Nó ướt, tưới cho thật là ướt luôn. Thu hoạch 4 cái thùng xốp rau muống mà được 1 thùng này nè các bạn. Các bạn coi nè. Cái hai cái thùng rau muống mà mình cắt đầu tiên đó là hai cái thùng đó đó. Mình cái thùng á mình không có đục cái lỗ các bạn, mình quên đục cái lỗ nó đi. Nhưng mà không ngờ cái là hai thùng rau muống đó là nó ngon nhất các bạn. Các bạn thấy nó mập như vậy mà nó non vô cùng luôn đó. Nó coi như là từ lúc mà bỏ hạt xuống cho tới lúc thu hoạch đó là 2 tháng mấy ngày đó các bạn. Rồi hôm nay cũng ké được một mớ tí tô với thêm cải bẹ xanh nữa, thu hoạch hết luôn. Tại vì ngày mai mình cũng đi, gia đình mình cũng đi tour chơi rồi. Đó. Rồi các bạn thấy cái cà này nè, là cà chuông đó các bạn. Nhìn nó trồng cho nó đẹp vậy thôi, nó ra trái nhìn đẹp vậy thôi, chứ còn ăn thì nó không ngon các bạn.